ngoài Shopify, WooCommerce, Live Shopping, đơn hàng Facebook, đơn hàng Messenger và đơn hàng thủ công, thì BigSeller đã hỗ trợ các sàn như là Shopee, Lazada, TikTok kết nối với dịch vụ vận chuyển GPL, còn được gọi là đơn vị vận chuyển bên thứ ba. Dịch vụ vận chuyển GPL dành cho các nhà bán hàng không thực hiện giao hàng qua đơn vị vận chuyển do nền tảng chỉ định, nên lúc này họ cần liên hệ ngoại tuyến với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển để giao hàng, và tại BigSeller sẽ hỗ trợ tự động lấy mã vận đơn của vận chuyển bên thứ ba. Và trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn giao hàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển GPL cùng với BigSeller nhé. Đầu tiên, các bạn cần kết nối đơn vị vận chuyển thứ ba với hệ thống BigSeller bằng cách các bạn bấm vào module cài đặt, phần trung tâm kết nối vận chuyển thứ ba, chọn thị trường Việt Nam. Các bạn cần bấm vào kết nối. Mình lấy ví dụ như là kết nối ở giao hàng nhanh. Các bạn cần dán token API ở bên hệ thống giao hàng nhanh để vào trong BigSeller. Token API được hiểu là một cái ID của hệ thống giao hàng nhanh của tài khoản của bạn. Các bạn cần copy và dán vào hệ thống BigSeller và bấm kết nối. Vậy là đã thao tác thành công. Sau đó các bạn vào chỗ module đơn hàng và chọn một xử lý đơn hàng. Vào chỗ trạng thái chờ xử lý. Rồi các bạn chọn các sàn mà các bạn muốn xử lý, ví dụ như mình sẽ xử lý các đơn hàng ở bên Messenger. Và trong đây sẽ có hai cách mà để cho chúng ta chọn lại đơn vị vận chuyển. Cách thứ nhất đó chính là thao tác từ 1. Chúng ta sẽ bấm vào chỗ thêm thông tin vận chuyển. Rồi chúng ta sẽ chọn phương thức vận chuyển là giao hàng trực tuyến và tự giao hàng. Nếu mà đã chọn giao hàng trực tuyến thì chúng ta sẽ chọn tên nhà vận chuyển. Chúng ta sẽ chọn hình thức lấy hàng. Và chúng ta cài đặt thời gian, sau kiểm tra lại địa chỉ và bấm lưu. Và cách thứ hai thì chúng ta sẽ thao tác hàng loạt. Chúng ta chọn tất cả các đơn hoặc các đơn mà chúng ta muốn chọn. Chúng ta sẽ vào thao tác hàng loạt, chọn vận chuyển. Ở đây chúng ta cũng sẽ thao tác tương tự như bên tầng 1. Chúng ta sẽ chọn tên nhà vận chuyển, chọn hình thức lấy hàng, cài đặt thời gian và coi lại địa chỉ và sau đó bấm lưu. Sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ chọn các đơn hàng này để chúng ta bấm chuẩn bị hàng để cho nó chuyển qua bên trạng thái chờ in. Sau khi đơn hàng chuyển sang trạng thái chờ in thì ở trạng thái này chúng ta có thể bấm giao hàng hoặc là in phiếu giao hàng hoặc là in hàng loạt. Ở đây chúng ta có thể in phiếu xuất hàng tổng hợp hoặc là in hóa đơn cùng với các loại trạng thái in khác, hoặc là có thể thao tác hàng loạt để tạm giữ, giao hàng đóng gói chung, thêm ký hiệu, vị ký hiệu, thêm dấu đơn hàng bất thường, chỉnh sửa ghi chú và xuất hàng. Và sau khi bấm giao hàng thì đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng để cho shipper họ tới lấy. Sau đây mình có một vài lưu ý. Thứ nhất, đối với những đơn hàng của nền tảng như là Shopee, Lazada, TikTok, bạn cần cài đặt trước tự giao hàng ở trên Seller Center thì mới có thể chọn được dịch vụ vận chuyển GPL trên BigSeller. Điều thứ hai, chỉ khi điền đầy đủ thông tin như là địa chỉ nhận hàng thì mới có thể chọn được nhà cung ứng dịch vụ vận chuyển GPL của quốc gia tương ứng.